Hành trình của Arsenal tại đấu trường châu Âu mùa giải này đã kết thúc sau loạt đấu súng nghiệt ngã với Sporting Lisbon. Đoàn quân của Mikel Arteta đã tiếp tục có một trận đấu hay, nhưng họ đã không thể nào tìm ra cách để vượt qua Antonio Arden trong ngày mà thủ thành này thể hiện một phong độ khó tin. Chính thủ thành người Tây Ban Nha là nhân tố quyết định giúp cho đại diện Bồ Đào Nha có cuộc lật đổ ngoạn mục nhất vòng 1/8 của Europa League, và với màn trình diễn tại Emirates, anh sẽ đi vào trong tiềm thức của những cổ động viên Arsenal như một trong những nhân vật phản diện đáng ghét nhất. Sự nghiệp của thủ thành sinh năm 1987 không có quá nhiều những dấu ấn đặc biệt. Anh xuất thân từ lò đào tạo của Real Madrid, song lại trưởng thành vào đúng giai đoạn mà tượng đài Iker Casillas vẫn đứng trong khung gỗ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Sự ổn định và vị thế một biểu tượng của thánh Iker đã tạo ra buộc Adan phải rời Bernabeu để tìm kiếm cơ hội cho mình. Anh trôi dạt sang Italia để đấu quân cho Cagliari, trở về Tây Ban Nha khoác áo Real Betis, rồi Atletico Madrid trước khi sang Bồ Đào Nha. Trong suốt hành trình ấy, Adan chưa bao giờ được đánh giá là người gác đèn xuất sắc. Thủ thành này chỉ được xem là một trong những thủ môn trung bình khá, có những trận đấu tốt, nhưng chưa bao giờ được xếp vào nhóm có những người giỏi nhất trong vị trí của mình. Có lẽ nếu có một khởi đầu tốt hơn ở Real Madrid, sự nghiệp của Adan đã không trơn truyền đến như thế. Gia nhập lò đào tạo của Los Blancos từ năm 1997 khi mới lên 10, Alan đã dần thăng tiến qua những cấp độ đội C, đội B trước khi anh có màn ra mắt đội 1 năm 2010. Vào thời điểm đó, anh được xem như là một cái tên tiềm năng có thể thay thế Iker Casillas trong tương lai. Trong hai mùa giải đầu tiên của mình cho Real Madrid, Adan đều có 5 lần ra sân trên tất cả những đấu trường và đều thể hiện tương đối tốt. Nhưng những gì mà người ta nhớ nhất ở thủ môn này đến ở mùa giải thứ 3, mùa 2012-2013, khi mâu thuẫn giữa huấn luyện viên trưởng Jose Mourinho và thủ quân Iker Casillas nổ ra. Phong độ suy giảm của thánh Iker lúc đó không phải là nguyên nhân chính của mâu thuẫn, mà nó đến từ những vấn đề hậu trường. Casillas không muốn hợp tác với huấn luyện viên thủ môn Silvino Loro, người bạn thân của Mourinho, cũng là người bị nghi ngờ đã tiết lộ những phương pháp huấn luyện đầy tính áp đặt của người đặc biệt cho giới truyền thông. Mối quan hệ giữa Mourinho và Casillas đơn giản là không thể hàn gắn. Trong bối cảnh đó, Adan bất ngờ được đôn lên làm thủ môn chính thức của đội. Ngày 22 tháng 12 năm 2012, Adan xuất sắc trong trận đấu với Malaga CF, còn Casillas phải ngồi dự bị. Real Madrid để thua 2-3, nhưng Mourinho bảo vệ quyết định gây tranh cãi của mình. Đó là một quyết định thuần túy về kỹ thuật. Huấn luyện viên phải phân tích tình hình, xem xét những cầu thủ theo ý mình và chọn đội của mình. Hiện tại, đối với tôi và ban huấn luyện của tôi, Adan giỏi hơn Iker. Adan nhanh chóng hiểu rằng mình là một con tốt thí trong cuộc chiến tranh lạnh giữa huấn luyện viên người Bồ Đào Nha với Casillas, vị thánh của Los Blancos, biểu tượng và là người hùng của các Madridista. Các cổ động viên tất nhiên muốn Casillas trở lại đội hình xuất phát, và trong những nỗ lực để biểu thị mong muốn đó, họ vô tình làm tổn thương Adan, một người sinh ra và lớn lên tại Madrid và đã gia nhập Los Blancos từ năm lên 10 tuổi. Những gì đã diễn ra trong trận đấu giữa Real Madrid và Sociedad sau đó thực sự là một kỷ niệm cay đắng với Adan. Anh phải nhận về thẻ đỏ chỉ sau có 5 phút vì tình huống phạm lỗi với Carlos Vela dẫn đến quả penalty. Điều kỳ lạ là những cổ động viên của Real Madrid trên sân Bernabeu, thay vì than vãn về tấm thẻ đỏ và penalty, thay vì lo lắng về việc đội bóng chỉ còn 10 người trên sân, lại có vẻ rất vui mừng. Khi Casillas được thay vào sân, cả sân vận động lại hô vang tên anh, Iker, Iker, Iker. Không ai chú ý đến Adan đang thất thểu rời sân với hai bàn tay ôm chặt. Tôi đã nói với Adan trước trận đấu rằng những tiếng huýt sáo mà cậu ấy nghe thấy là dành cho tôi. Mourinho lên tiếng bảo vệ Adan trước những phản ứng dữ dội từ người hâm mộ, nhưng ông không thể phủ nhận rằng Adan đã chơi bóng không tốt như kỳ vọng. Anh đã để thủng lưới 6 bàn sau 3 trận với Ajax, Celta Vigo và Malaga, cộng với một thẻ đỏ trong trận thứ tư với Real Sociedad. Trong kỳ chuyển nhượng năm đó, Mourinho quyết định rời bỏ Adan để ký hợp đồng với Diego Lopez. Sự nghiệp của thủ thành sinh năm 1987 tại Real Madrid chấm dứt và Adan rơi vào cơn khủng hoảng tâm lý trầm trọng. Chú của anh, Enrique Adan, chia sẻ với báo giới, Adan đã bị tàn phá nặng nề, cậu ấy ủ rũ hơn bình thường và thực sự sa sút trong tập luyện. Tôi thường xuyên nói với cậu ấy và phải nói rằng cậu ấy đang ở trong một tình trạng thực sự tồi tệ. Adan đã phải mất rất nhiều thời gian để lấy lại được thăng bằng, nhưng anh không bao giờ có thể vươn lên đến tầm cỡ của một thủ môn hàng đầu được nữa. Sau nửa mùa giải nhạt nhòa ở Cagliari, Adan hồi hương đầu quân cho Betis. Anh đã trải qua 4 mùa rưỡi tại đây, lên xuống hạng cùng đội bóng và có được suất bắt đá chính trong một đội bóng nhiều bất ổn. Adan trở lại Madrid vào năm 2018 để khoác áo Atletico với vai trò người dự bị cho Jan Oblak. Trong hai mùa giải gần đây, anh chỉ ra sân tổng cộng 7 lần trên mọi đấu trường. Mùa hè 2020, Adan hết hạn hợp đồng với Atletico và chuyển đến Sporting Lisbon theo dạng chuyển nhượng tự do. Có lẽ anh cũng không thể ngờ rằng đây là một bước ngoặt trong sự nghiệp của mình. Tại Sporting Lisbon, Adan mới thực sự trải qua những ngày tháng êm đẹp nhất của mình. Anh là nhân tố quan trọng giúp đội bóng giành chức vô địch Primeira Liga đầu tiên sau 19 năm vào mùa giải 2020-2021, khi giữ sạch lưới 20 trận và chỉ để thủng lưới 19 bàn sau 32 trận.
Kinh nghiệm của Adan cùng với trung vệ Sebastian Coates đã giúp Sporting Lisbon xây dựng được một hàng phòng ngự vô cùng vững chãi, điểm tựa để vượt qua hai địch thủ quen thuộc Benfica và Porto để trở lại ngôi Bồ Đào Nha sau gần hai thập kỷ. Sự từng trải của Adan giúp anh luôn là tấm gương để những đồng đội nhìn vào cả trong những thành công lẫn khi thất bại. Thủ môn là một nghề đầy tính rủi ro, tất cả có thể trở nên tồi tệ đến không thể tin nổi chỉ trong vài phút bất cần. Ngay trong mùa giải này, Adan đã trải qua khoảnh khắc như thế trong trận đấu với Marseille tại vòng bảng Champions League. Anh mắc sai lầm khi pha bóng thẳng vào người Alexis Sanchez dẫn đến bàn thua của Sporting Lisbon. Trước khi bị đuổi vào sân vì dùng tay chế bóng ngoài vòng cấm, tất cả chỉ diễn ra vỏn vẹn 23 phút. Trên mạng xã hội, người hâm mộ đánh giá đây là một trong những màn trình diễn thảm họa nhất lịch sử Champions League. Người bình thường có thể đã sụp đổ với những lời chế giễu nhằm vào sai lầm của mình. Nhưng với Adan, 10 năm trôi qua là từ khi anh sụp đổ vì những gì đã diễn ra tại Santiago Bernabeu và đó không phải là khoảng thời gian vô ích. Ở tuổi 35, anh không còn bị ảnh hưởng nhiều bởi những tác động ngoại cảnh mà chỉ tập trung vào những trận đấu. Bên cạnh đó, anh là người được các cổ động viên Sporting Lisbon và đồng đội rất tin tưởng. Mỗi khi Quartet nghỉ thi đấu, Adan đều là người mang trên tay tấm băng thủ quân. Vai trò của Adan đã được thể hiện một cách trọn vẹn ở trận đấu lượt về vòng 1/8 Europa League đối diện với sự cuồng nhiệt của những cổ động viên Arsenal tại Emirates, những người đang trong cơn say chiến thắng nhờ thành tích ấn tượng của pháo thủ ở Premier League. Đoàn quân của huấn luyện viên Ruben Amorim cần một điểm tựa từ kinh nghiệm của Adan. Giá trị của thủ thành này càng quan trọng hơn khi trước anh là bộ ba phòng ngự còn non kinh nghiệm với Jeremiah, sinh năm 1996, Goncalo Inacio, sinh năm 2001 và Ousmane Dembele, sinh năm 2003. Mọi thứ tưởng chừng như đã chấm dứt với Sporting Lisbon khi họ sớm bị thủng lưới và phải chịu sức ép liên tiếp từ những đợt tấn công như vũ bão của đội chủ nhà. Song, đội bóng Bồ Đào Nha hay chính xác hơn là Adam đã đứng vững. Ngoài tình huống để Granit Xhaka chọc thủng lưới, thủ môn sinh năm 1987 đã thực hiện tổng cộng 7 tình huống cứu thua. Sự xuất sắc của Adan có lẽ phải làm nản lòng các chân sút của pháo thủ, cùng với pha lập công đẹp mắt của Pote đã dẫn trận đấu vào hiệp phụ rồi sút luân lưu. Trong loạt đấu súng, Adan đã thể hiện được bản lĩnh trước người đồng nghiệp trẻ hơn mình 11 tuổi, Aaron Ramsdale. Ramsdale đã ở rất gần một pha cản phá thành công, đặc biệt là ở lượt sút của Goncalo Inacio. Nhưng ngay sau đó, thời khắc quyết định đã diễn ra khi Adan đoán được ý đồ sút của Martinelli và hoàn thành nhiệm vụ. Cú sút thành công của Nuno Santos là dấu chấm hết cho tham vọng giành danh hiệu đấu trường châu Âu của Arsenal tại mùa giải này. Nhưng người thực sự là biểu tượng cho Sporting Lisbon trong kết quả đầy bất ngờ này phải là Adan. Khi được những đồng đội vây chặt lấy ăn mừng trước khán đài nơi các cổ động viên Sporting Lisbon hân hoan sung sướng và hô vang tên mình, không biết cảm xúc anh cũng đã được tôn vinh một cách xứng đáng, trở thành một người đàn ông thực sự được yêu mến và tôn trọng.